Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy, còn gọi là ông Bảy, 7A, người lái MiG-17 bắn rơi 7 máy bay các loại của Mỹ, vừa qua đời ở tuổi 83 sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Quân y 175. Trước đó, từ ngày 16 tháng 9, trong lúc làm vườn ở quê nhà Đồng Tháp, ông Bảy bất ngờ bị hôn mê sâu do xuất huyết não. Ông được chuyển vào Bệnh viện Quân y 175, thành phố Hồ Chí Minh cấp cứu. Sau nhiều ngày điều trị, dù được các cán bộ, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 tận tình cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu, bệnh hiểm nghèo, ông Bảy qua đời vào tối ngày 22 tháng 9, hưởng thọ 83 tuổi. Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy, sinh năm 1936, nhập ngũ từ năm 17 tuổi, là một trong 19 phi công Việt Nam đạt đẳng cấp ACE, danh hiệu có từ Chiến tranh Thế giới thứ hai dành cho những phi công lái máy bay quân sự có số lần bắn hạ máy bay đối phương đạt con số từ 5 trở lên. Trong 2 năm 1966-1967, ông bắn rơi 7 máy bay Mỹ và được phong anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Năm 1990, ông nghỉ hưu, trở về sinh sống ở quê nhà huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Ông được nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý gồm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, huân chương Hồ Chí Minh, huân chương chiến công hạng nhì, huân chương chiến công hạng ba. Theo thông tin từ Quân chủng Phòng không Không quân, lễ viếng đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy sẽ tổ chức sáng ngày 24 tháng 9 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, sau đó đưa đi an táng tại quê nhà. Theo chương trình lễ tang, từ 9 giờ sáng ngày 24 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 9, ban tổ chức và gia đình sẽ tổ chức lễ viếng anh hùng Nguyễn Văn Bảy tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đến 5 giờ sáng ngày 26 tháng 9, ban tổ chức và gia đình sẽ tổ chức lễ truy điệu và di quan linh cữu đại tá anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy về quê nhà tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.